Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thánh Đường Đen. Trong video chia sẻ hôm nay, chúng ta cùng nhau tham gia vào chương trình Detroit Tech về chương trình AdLoop của dự án Ichimeverse. Dự án Ichimeverse thì giới thiệu là một cái dự án đã gọi vốn được 6 triệu đô và có backer là Hess Edim. Rồi ở đây thì dự án này sẽ ra mắt hệ sinh thái token vào năm 2024 này. Và dự án cũng cho chúng ta số liệu là mỗi tháng thì có hơn 1,3 triệu user đang hoạt động ở trên dự án. Và ở trong cái dự án này thì cũng đã có những cái kho ứng dụng ở trên OpenSea hay là Blue. Giá của một NFT hiện tại là 0,153 ETH và volume hiện tại đã đạt tới là 187 ETH. Đấy, được người sở hữu. Đấy, các anh em có thể thấy. Và với cái volume này thì chúng ta cũng đủ hiểu đây là một cái dự án chất lượng rồi. Đấy, thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tham gia chuyển AdLoop về cách thì các bạn sẽ đăng nhập với ví MetaMask chúng ta. Các bạn chuyển mạng sang Ethereum để chúng ta có thể thực hiện cái thao tác ký ở trên ví nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kết nối với tài khoản Twitter của chúng ta. Các bạn ấn vào cho phép ứng dụng. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với danh sách nhiệm vụ ở đây. Trước tiên là mở follow này, follow Twitter của dự án Ichimeverse. Ngon phết, dự án này có vẻ ổn đấy nhờ. Vary. Rồi, like, retweet và comment. Twitter lại chán đời quá các bác ạ. Này, retweet, comment, có ngay comment thì dễ thôi. Comment thì rất dễ. Ok. Đây, đăng này. Vary một cái này. Vary cái nữa này. Like, comment và retweet tiếp này. Hình như là mở là được này. Cứ mở là không. Vẫn phải làm nhiệm vụ các bác ạ. Tưởng mở được thì là êm quá đúng không? Đúng là nó bắt phải làm nhiệm vụ ấy. Không làm là không có gì luôn. Không nhận nhiệm vụ à? Nó không ấy luôn này. Anh em đừng ấn vội quá nhé, chúng ta cứ để cái giao diện này. Có thể là chúng ta cũng không cần phải làm luôn, nhưng mà các bạn cần phải để ở cái giao diện này để nó ở để một vài giây để ấn nút vary nhé. Ấn sớm nó không được đâu. Rồi đấy, đúng rồi, tức là nó cũng không cần là các bạn phải làm nhiệm vụ, nhưng mà các bạn phải để lại một vài giây nhé. Lại có cả clip này. Đây là một cái West 3 game cũng của bọn này luôn. Như vậy là cái dự án này nó có rất nhiều các cái dự án con bên trong. Hay đấy. Ta nút vary. Rồi tiếp tục like, comment và retweet. Các bạn cứ like và retweet thôi. Comment thì các bạn muốn comment hay không tùy anh em. Đấy. Like, retweet nào. Các bạn để lại một vài giây nhé. Rồi chúng ta sẽ nút vary. Like, comment và retweet cũng vậy luôn. Úi dồi ôi, cả một đống nhiệm vụ like, comment và retweet. Thôi cứ like và retweet đi. Sao là cứ để vậy. Kéo lên một tí để... Chứ còn là kéo lên là để tránh anh bản quyền đấy. Rồi chờ một tí nữa. Rồi ok, tiếp theo là mình sẽ nút vary. Vẫn không được, phải mở lại rồi. Chúng ta sẽ để lại khoảng cỡ độ 30 giây nhé. 30 giây cho một lần. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nút vary. Vẫn không được nhỉ, cái test này khả năng là cũng phải comment thật không ạ? Mình chưa retweet anh em ạ. Đúng rồi. Quên chưa retweet thì làm sao mà có cái phần comment được, mà xác minh được, quên. Thế có phải like và retweet chưa đúng không? Đấy, các test dưới đây thì nó cũng tương tự thôi, các bạn cứ mở ra rồi người ta retweet cứ vậy mà làm nhé. Chứ còn nếu mà ngồi mà anh em chờ mình mà video thì nó cũng hơi lâu, được chưa ạ? Đấy, thì nhiệm vụ thực chẳng qua nó cũng chỉ là mấy cái nhiệm vụ như thế thôi.
hôm nay lại gặp ngay rồi anh Twitter Discord nữa thì mệt, chờ rất lâu luôn, không có cải thiện gì cả. Thế hôm qua mình cũng đã phản hồi đấy, mệt quá. Cái kiểu này thì có cả nhiều bộ Discord đấy anh em này. Nói chung là làm lúc nữa thì cũng là xong hết rồi, còn vài cỡ nhiều vụ thôi. Có thể làm đồng thời cũng được, nhưng mà đồng thời sợ một số trường hợp là không xác minh được. Ok, hoàn tất. Vari này, ấn nút vari đi. Còn tin này, còn tin. 29 nhìn cái nhìn thấy captcha kiểu này lớn anh em ạ. Mấy nay chơi captcha kiểu này toàn bị toạch thôi, mà không xác minh nổi luôn, bọn này bị lỗi captcha kiểu này kiểu gì ấy. À, may quá con này thì lại xác minh được. Chứ nhìn thấy captcha kiểu này đã không thích rồi. Rồi còn một cái này nữa, cuối cùng thì cũng làm xong được tất cả nhiệm vụ. Quá nhiều nhiệm vụ luôn. Đóng bớt đã. Cái này cái nữa là ổn luôn. Chưa được em ạ, chờ một lát nữa mới xong cái kia nữa. Rồi nói chung là như vậy anh em nhé. Chúng ta có thể làm những bước nhiệm vụ như vậy. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn giờ tiếp theo.